6. Đâu thôi kiểm với cô gần. Đội điểm cho đội tài trang 6 đều. Mà không biết quay cái gì được hai đội đây. Lại luôn. Điểm cho đội tài trang 8-6. Điểm cho đội tài trang 9-6. Bóng ngoài sân đổi điểm cho đội bạn mới 7-9. Không, quay về để đăng YouTube. Ok. Tí nữa tao tên em vào nhé. Điểm cho đội tài trang 10-7. Bóng tắt đổi điểm cho đội bàn tới 8-10. Đổi điểm cho đội tài trang 11-8. Lỗi sang sân của đội bạn mới, điểm cho đội tài trang 12-8. Không hiểu ý nhau của đội bạn mới, điểm cho đội tài trang 13-8. Đẹp rồi. Điểm cho đội tài trang 14-8. Bóng không qua lưới điểm cho đội tài trang 15-8. Đập bóng tốt, điểm cho đội tài trang
16, 8. Yep. Phát bóng không qua lưới, đổi điểm cho đội bạn mới. 9, 16. Phát bóng không qua lưới, đổi điểm cho đội Đài Trang 17, 9. Đập bóng tốt, đổi điểm cho đội bạn mới 10, 17. Bóng phải sân, đổi điểm cho đội Đài Giang 18, 10. Tạm lý của Chelsea mang gói mồ. Tắt mùi đấy. Điểm cho đội Đài Giang 19, 10. Trả lời đấy. Điểm 11, 19. Pha trả lời là cũng không phải vừa. Không kịp phản ứng luôn, không kịp tránh ấy chứ. Nói vắt. Không phản ứng được ấy. Điểm cho đội bạn mới 12, 19. Cố gắng chia sẻ một tí. Phát bóng ngoài sân, điểm cho đội Đài Trang 20, 12. Đài Trang lấy điểm thôi. Bao nhỏ thành công, đổi điểm cho đội bạn mới 13, 20. Quyết định đi. Rồi. Bật chắn ra ngoài. Sân, điểm cho đội Tài Giang 21, 13. Chắn bóng hỏng. Đội điểm cho đội bạn mới 14, 21. Phát bóng không qua lưới, đội điểm cho đội Tài Trang 22, 11. Phát bóng tốt, điểm cho đội Tài Trang 23, 14. Đổi điểm cho đội bạn mới 15, 23. Điểm cho đội bạn mới 16, 23. Đập bóng tốt, đổi điểm cho đội Đài Trang 24, 16. Đập bóng tốt, đổi điểm cho đội bạn mới 17, 24. Điểm cho đội bạn mới 18, 24.
Kết thúc trận đấu thứ nhất, đội Đại Giang thắng với tỷ số 25-18.